về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay về danh. Xin chào các con. Ở buổi học trước thì cô đã hướng dẫn các con cách làm bài tập về chia một số cho một tích. Và ngày hôm nay thì cô sẽ tiếp tục đồng hành cùng với chúng mình để hướng dẫn chúng mình làm bài tập về chia một tích cho một số. Cô mời các con mở sách giáo khoa trang 79 để chúng mình cùng nhau thực hiện các bài tập. Trước khi đi vào làm bài tập thì chúng mình sẽ cùng nhau nhắc lại một chút về cách chia một tích cho một số. Đó là khi chia một tích hai thừa số cho một số thì ta có thể lấy một thừa số chia cho số đó. Và lưu ý rằng thừa số mà chúng mình chọn sẽ cần phải chia hết cho số chia đó, rồi nhân kết quả với thừa số kia. Được chưa ạ? Vậy thì bây giờ áp dụng cách làm đó, chúng mình sẽ cùng nhau thực hiện các bài tập. Bài tập số 1 yêu cầu chúng mình tính bằng hai cách. Được chưa ạ? Và bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau thực hiện từng phần. Phần A, cô có biểu thức 8 nhân với 23 chia cho 4. Được chưa? Và ở đây thì chúng mình quan sát, đây là biểu thức có dạng một tích chia cho một số. Và bây giờ chúng mình sẽ thực hiện bằng hai cách. Cách số 1 thì chúng mình sẽ thực hiện tính trong ngoặc trước, rồi lấy kết quả ở trong ngoặc chia cho 4. Được chưa? Cô lấy 8 nhân với 23. 8 nhân 3 bằng 24. Viết 4. Nhớ 2. 8 nhân 2 bằng 16. Nhớ 2 thì bằng 18. Kết quả bằng 184. Chia cho 4 ạ, thì sẽ bằng. Cô lấy 18 chia 4 thì bằng 4. Viết 4, 4 nhân 4 bằng 16, 18 trừ đi 16 còn dư 2. Hạ 4, 24 chia cho 4 thì bằng 6, kết quả bằng 46. Chúng mình chuyển sang cách số 2 ạ. Cách số 2 đó là cô sẽ lấy một thừa số có thể chia cho 4 để chia cho 4 trước. Sau đó cô lấy kết quả tìm được nhân với thừa số còn lại. Thì chúng mình thấy ở đây đó là có thừa số 8 có thể chia hết được cho 4. Bởi vậy mà bây giờ cô sẽ lấy 8 chia cho 4 trước rồi nhân với 23. Kết quả sẽ bằng 8 chia 4 thì bằng 2, 2 nhân với 23 thì bằng 46, được chưa? Chúng mình sẽ chuyển sang phần B. Phần B cô có 15 nhân với 24 ở trong ngoặc tất cả chia cho 6. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đi thực hiện bằng cách 1 trước. Cách số 1, cô sẽ tính kết quả ở trong ngoặc. Cô lấy 15 nhân với 24. 4 nhân 5 bằng 20, viết 0, nhớ 2. 4 nhân 1 là 4, nhớ 2 thì bằng 6, cô viết 6. 2 nhân 5 bằng 10, cô viết 0, nhớ 1. 2 nhân 1 bằng 2, nhớ 1 thì bằng 3, cô viết 3. Cộng 2 tích riêng với nhau, 0 hạ 0, 6 cộng 0 thì bằng 6, 3 hạ 3, kết quả bằng 360, cô chia cho 6. Và cô nhận được kết quả cuối cùng sẽ bằng 60 ạ, được chưa? Chúng mình chuyển sang cách số 2. Thì ở đây cô nhận thấy thừa số 24 có thể chia hết được cho 6, nên cô sẽ lấy
15 nhân với mở ngoặc 24 chia cho 6 đóng ngoặc sẽ bằng 15 nhân với 24 chia 6 thì bằng 4. 15 nhân với 4 thì sẽ bằng 60. Rất là đơn giản, đúng không nào các con? Như vậy, bài tập số 1 chúng mình đã hoàn thiện xong. Bây giờ cô mời các con sẽ chuyển sang để làm bài tập số 2. Bài tập số 2 yêu cầu tính bằng cách thuận tiện nhất và cho chúng mình biểu thức, đó là mở ngoặc 25 nhân với 36 đóng ngoặc tất cả chia cho 9. Và như ở bài tập số 1 thì chúng mình có thể tính bằng hai cách. Tuy nhiên thì ở đây chúng mình sẽ lựa chọn cách tính thuận tiện nhất để thực hiện tính. Vậy thì cô sẽ áp dụng cách chia một tích cho một số bằng cách lấy một thừa số chia hết cho số chia để chia trước, rồi lấy kết quả tìm được nhân với thừa số còn lại. Chúng mình chuyển sang bài 2. Sở dĩ cô không lựa chọn cách làm tính trong ngoặc trước mà lựa chọn cách làm này vì nếu như mà thực hiện tính trong ngoặc thì chúng mình sẽ phải thực hiện phép nhân với số có hai chữ số, đúng không nào? Còn cách làm kia thì chúng mình sẽ thấy là 36 có thể chia được cho 9 thì cho chúng mình một kết quả sẽ nhỏ hơn và chúng mình sẽ dễ dàng thực hiện tính hơn. Cô lấy 25 nhân với mở ngoặc 36 chia cho 9 đóng ngoặc sẽ bằng 25 nhân với 36 chia 9 thì bằng 4 ạ. Và kết quả bằng, chúng mình có thể nhẩm tính ra 25 mà nhân với 4, 5 nhân 4 bằng 20, viết 0 nhớ 2. 2 nhân 4 thì bằng 8, nhớ 2 thì bằng 10. Kết quả bằng 100, được chưa? Rất là đơn giản và tiện lợi. Vậy thì tiếp theo, cô mời các con sẽ chuyển sang để thực hiện bài tập cuối cùng, đó là bài tập số 3. Bài tập số 3 có nội dung như sau. Một cửa hàng có 5 tấm vải, mỗi tấm vải dài 30 mét. Cửa hàng đã bán được 1 phần 5 số vải. Hỏi, cửa hàng đã bán được bao nhiêu mét vải? Được chưa? Vậy thì bây giờ để biết được xem cửa hàng đã bán được bao nhiêu mét vải thì chúng mình cần tính xem cửa hàng ban đầu có bao nhiêu mét vải, rồi đi xác định xem 1 phần 5 số vải là bao nhiêu, thì chính là bước mà tìm số vải cửa hàng đã bán, được chưa? Vậy thì bây giờ chúng mình sẽ bắt tay vào làm bài tập số 3. Bài tập số 3, trước tiên cô sẽ đi tính cửa hàng có số mét vải. Cô thấy cửa hàng đang có 5 tấm vải, mỗi tấm dài 30 mét. Vậy 5 tấm sẽ dài bao nhiêu mét? Thì cô lấy 30 nhân lên với 5, đúng không ạ? Và cho chúng mình kết quả bằng 150 mét. Tiếp theo, cửa hàng đã bán 1 phần 5 số vải. Vậy bây giờ cô sẽ y tính cửa hàng đã bán số mét vải là. Cô lấy 150 chia cho 5, đúng không nào? Cửa hàng đã bán 1 phần 5 số vải. Bởi vậy mà cô sẽ lấy 150 chia cho 5. Cô thực hiện tính ra nháp ạ. 150 mà chia cho 5. 15 chia cho 5 thì bằng 3. 3 x 5 bằng 15. 15 trừ đi 15 là hết. Cô hạ 0, 0 chia 5 bằng 0, 0 x 5 bằng 0 trừ đi cũng hết bằng 30 mét ạ. Như vậy là cửa hàng đã bán 1 phần 5 số vải, hay nói khác, cửa hàng đã bán đi 30 mét vải. Chúng mình đáp số ạ. Như vậy, 3 bài tập ngày hôm nay rất là đơn giản, đúng không nào các con?
Về nhà các con sẽ ôn lại giúp cô cách thực hiện chia một tích cho một số và xem lại các bài tập mà cô vừa hướng dẫn chúng mình. Cô rất mong sau khi cô hướng dẫn thì các con đã hiểu và có thể thực hiện lại các bài tập này. Còn bây giờ thì xin chào các con, hẹn gặp lại các con trong những giờ học tiếp theo. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.